Everyone, hôm nay cỏ cao quá trời rồi. Mình bữa nay đi cắt cỏ, chuẩn bị đi cắt cỏ. Anh cho anh đi dọn mấy cái khúc gỗ, mấy cái đồ ở dưới đây này, để xe chạy qua khỏi có cắt trúng đá, trúng mấy cái gỗ bự gãy cái lưỡi. Mấy tuần mưa nhiều quá nên ướt sình, không có cắt được. Cái bẫy gì? Again, it's a lawn. À. Screwed up. Nó xa quá hả? À. Cái này á, mình đứng lên nó là tự động nó tắt. Theo không có bật cái handbrake. Phải để cái handbrake nó đầy nó mới. Con này tiện lắm, mình quay vòng tròn mình cắt sát ngay gốc cây được luôn, nó dễ hơn. Cây gì cũng biết mà cao ơi cao, bọc nhanh ghê, mới có mấy tuần mà cao vậy. Coi con này mập chưa? Anh ơi, nãy nó mới nhảy lên người em nè. Bắt nhiều cá lắm, ăn, nhiều lắm, nhiều lắm. Ừ. Để thả gà đó. Đây, cậu con này nhìn ghê vậy, không phải giống cái con hồi nãy của em rồi. Nguyên cục thịt không? Cho cá ăn đi, nó khoái lắm. Trong đây quá hết rồi nữa. Nhiều lắm. Thấy mấy cái đống đống núi không? Đạp lên cái là kiến không á. Mỗi... Anh ơi, mỗi lần cắt cỏ là nó ra dữ lắm, nhảy tùm lum á. Đây nè, có một con ở đây. Mày hả bưởi? Chỉ cần cắt hai chân sau của nó là nó không nhảy à. Nè em bắt được con nữa nè. Cái chân đâu? Cắt một chân thôi hả? Nó có một chân hả? Ôi, nó có một chân hả? Kỳ vậy? Được hai con. Có màu xanh. Mấy con này weird looking quá.
mấy con này, mấy cái con kia nó nhảy nhanh quá. Mấy cái con có cắm dài để nhảy nhanh. Wow. Con này màu vàng nè, cái con này nãy giờ nè, bự nè. Vô nó chết á. Move. No. Ô, con này đẹp. Anh con này đẹp rồi anh. Nó bò ra đó, hồi nãy nó bò lên trên cái thùng này nè. Bỏ vô bịch đi. Gà ra cho nó đi ăn cào cào châu chấu nè. Thấy nó tới là nó biết rồi, sắp cho nó ra rồi. Rồi chơi đi. Nó chưa biết bên kia có cào cào châu chấu, thả ra là cái nó ra đây nó tắm. Qua đây tắm cạn, dẫn nó qua. Cú 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 cú. Đi, nhanh lên. Bứt cỏ bỏ vô cho nó mát chứ, cho nó khỏi nhảy ra nè. Bứt mát cỏ. Cây gì không biết. Cây này giống cái dâu rau dền đó ta. Nè ăn không? Này biết phải rau dền không? Sạch đẹp quá rồi, mới đây cắt được nửa sân rồi, còn đốm giữa này với bên kia nữa, bên hông nhà nữa. Đây, mới thấy con bự rồi, thấy con đó, trời nhiều quá chưa, đi tới đâu cắt tới đâu nó bay tới đó. Con nhỏ quá không cần bắt, nó bắt con bự bự rồi con nó bay nhanh lắm, có vừa đi tới nó nhanh quá rồi em bắt không được. Cái đó má chắc cỏ không cắt được hả? Được nhưng mà anh cắt cái hộ cái vàng lum la nhớ hồi xưa còn nhỏ ở Việt Nam cũng đi ra bắt cào cào. Mày cả bưởi. Ủa, ăn mất rồi. Đấy. Bưởi nó nhanh hơn mình rồi. Hồi nhỏ đi ra giữa nắng chạy bắt cào cào sao thấy dễ quá mà sao giờ nóng chạy không nổi. Mới có hai mấy năm mà sao kỳ vậy ta. Mày cuối cùng cũng bắt được. Đem vô cho cá xử liền. Rồi ô bấy nhiêu. Nhẹ quá nó chưa thấy. Nè, thấy chưa?
hụt rồi. Con này như nó không có thấy đường hay sao á, con nào mà đứng yên chỗ mình không thấy, phải không thấy chứ, chưa thấy nữa. One more baby. Quá sạch đẹp luôn, nhìn không ra cái sân luôn. Nhìn thấy rộng hơn nữa.